Vô đi. Hả? Sao vậy? Thằng bạn gì vậy? Ở đây chứ nào mình mỏi cả, anh đang ngồi cái chơi điện tử ở đây mấy. Hiểu gì đâu, nói không hiểu. Nói tiếng Việt Nam đi. Thằng bạn gì vậy? Anh rồi toàn chơi điện tử ở đây nào mình mỏi chứ cả mấy. Nói không hiểu. Không hiểu hả? Không hiểu, cố gắng hiểu đi con. Nè, nói chậm lại hiểu được không? Thằng bạc bạc xì em. Nghe được không? Được. Anh rồi nọ mình mậu chí cả. Anh rồi nó chẳng mình gì cả. Nọ mình mậu chí cả. Toàn chơi điện tử lý mí. Nghĩa là thằng bác sĩ em ăn là mày không làm gì hết, toàn chơi điện tử vậy mày. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Mio7 và anh em nhà bác sĩ. Đây là bác sĩ em. Xin chào các bạn. Ok, và chủ đề hôm nay mình đến đó là thử thách thằng bạn mình, coi thử nó nghe được giọng Hà Tĩnh không. Tại sao mình lại làm cái thử thách này? Tại vì mình cũng xin giới thiệu với các bạn luôn là mình là con em người Hà Tĩnh. Mình vô đây đi làm ăn ở trong miền Nam này, trong Sài Gòn quận 8 này. Và mình cũng quen biết một số người bạn ở đây, đó là anh em bác sĩ này là dân quận 8 luôn. Nó đẻ ra từ đây từ nhỏ tới lớn luôn, tời ông cố ông sơ là ở quận 8 này luôn, ở trên đường Phạm Thế Hiển này luôn. Và mình cũng xin thưa là tại sao mình phải thay đổi giọng. Thứ nhất á, là để du nhập với lại cuộc sống ở trong đây. Tại vì ở trong đây á, nhiều khi mình đi chợ hay là quan hệ bạn bè, nhiều khi mình nói người ta không có nghe được. Cho nên là mình bắt buộc mình phải thay đổi giọng. Nhưng mà cái giọng quê của mọi người vẫn rất chuẩn. Khi mà mình nói chuyện với người nhà mà mình về quê rồi, mình nói chuyện rất chuẩn, từ địa phương cho tới cái âm ngữ. Và hôm nay không dài dòng nữa, mình sẽ thử thách thằng này để coi nó nghe được bao nhiêu phần trăm cái giọng của mình. Đầu tiên thì mình sẽ nói cho nó nghe một hơi đi. Mình lấy một cái vài ví dụ để mình nói thử coi nó có nghe được không. Nó không nghe được mình cũng phải bắt nó giải thích coi mình đang nói cái gì. Nó nghe được bao nhiêu phần trăm cái giọng Hà Tĩnh của quê mình nha. Và bắt đầu nha. Rồi, ok ok. À chà, lâu không gặp. Lâu không gặp. Mình điệu thuốc lá. Làm như thuốc lá. Tốt 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 tốt. Cái này là 100%. Hút thuốc lá thì phải có bật lạ. Hút thuốc lá có bật lửa. Vỗ tay. Đúng. Hay lạ là lửa, bật bật là bật bật lửa. Đúng không? Lạ là lửa. Câu này thì quá đơn giản. Mà một khi hút thuốc lá vô rồi á, biết sao? Nó thiếu thứ. Hút thuốc lá là thiếu thứ. Nhà mày có nạt không? Nhà mi có lạc không? Nhà mi có nạc không? Chưa hiểu lắm rồi. Chưa hiểu lắm. Nói chậm lại nha. Nhà mi có nạc không? Nhà mi có lạc không hả? Làm gì có lạc? Tao viết lên chữ cho mày coi luôn nha. Nhà mi có lạc. Lạc không? Nè. Hiểu không? Không. Không hiểu à? Không. Không chịu hiểu, không hiểu chữ nạt, nạt, nạt cơ. Gợi ý thêm lần nữa. Đó là hút thuốc xong rồi mình thấy nó khô cái miệng. À, nhà mi có nước không ạ? À? Nhà mi có nước không ạ? À? Đúng rồi đó, nhưng mà phải nói chung là câu này tao chỉ chấm cho mày được khoảng tầm 40% thôi. Gợi ý quá sát đi. Là tao nói hút thuốc xong khô miệng thì tất nhiên là phải có nước rồi, đúng không? Rồi hỏi câu cuối nữa để qua cái chủ đề là mình sẽ mở điện thoại lên cho mày nghe. Cái điện thoại này mi mua được 7.000. Cái điện thoại này mày mua được mấy ngày? Cho mày nói lại. Cái điện thoại này mày mua được mấy ngày? Cái điện thoại này mi mua được 7.000. Cái điện thoại này mày mua được mấy nghìn hả? Mấy đồng hả? Mấy nhiêu tiền hả? Này tao chấm cho mày khoảng tầm được 70% đi. Câu này cũng gợi ý quá sát. Ok, bây giờ mình tới cái màn tiếp theo. Chú ý nghe nha. Hồng Truyền là ngày nhìn đến sân bay của việc.
nghe được không? Có chuyện, hôm nay lên sân bay có việc. Cho mình nghe lại. Phòng chuyện hôm nay đi lên sân bay có việc. Có chuyện thì hôm nay lên sân bay có việc. Sao nó khó quá. Nghe lại lần nữa, giờ tao giải thích cho mày luôn, cái từ này nó hơi khó. Có chuyện lên sân bay có việc. Có chuyện lên sân bay có việc à? Không nghe được. Không nghe được không? Cái câu đó là nó nói là Học truyền ngày đi lên sân bay có việc. Là gì là sao? Học nặng hò. Học chuyện không, là tức là nói chuyện. À, nghĩa là nói chuyện. Ý thằng này nó nói là nó kể cho mày nghe là hôm nay lên sân bay có việc đó, hiểu không? Tiếng Hà Tĩnh nghe cũng khó nè. Vậy làm sao mà đòi con gái Hà Tĩnh tỉnh được. Xin chào tất cả mọi người. Câu này thì quá dễ rồi. Tới câu tiếp nữa nè. Chào mọi người đã đến với kênh của Vân Giọng Miền Trung nha. Chào các mọi người đến với kênh giọng Vân Giọng Miền Trung nha. Vân là cái gì? Vân là tên tên con nhỏ này đúng không? Ừ. Tiếp nha. Và bây giờ thì hôm nay thì Vân sẽ hướng dẫn cho mọi người học tiếng Hà Tĩnh nha. Hôm nay thì Vân sẽ dạy cho mọi người học tiếng Hà Tĩnh. Tại con nhỏ đó, này nói dễ, nó nói kiểu như phổ thông quá nhiều quá. Nó không có bỏ từ địa phương vô. Nhưng mà vậy mới đúng. Chứ từ địa phương thì có ông nội thì ta cũng không biết đúng không? Hôm nay Vân đã hướng dẫn mọi người học tiếng Hà Tĩnh, đó là cả bộ phận đến cơ thể của... Hôm Vân có hướng dẫn cho mọi người học cái bộ phận trên cơ thể con người. Đúng rồi. Thì bây giờ thì Vân sẽ hướng dẫn mọi người học tiếng Hà Tĩnh. Bây giờ Vân sẽ hướng dẫn cho mọi người học tiếng Hà Tĩnh. Được. Khả năng nha. Đồ dùng trong gia đình nhé. Bây giờ thì sẽ đồ dùng trong gia đình nhé. Là học những đồ dùng nấu ăn nha. Học những đồ dùng nấu ăn. Con nhỏ này nói dễ nghe. Nói Hà Tĩnh xin biết sẽ đồng đạo. Con làm xin cảm đạo. Điều khó học tiếng đi, trời ơi, xin giả mang mấy bạn. Thấy chưa? Quá bạn ơi. Đồng nghiệp với mình á, dân Hà Tĩnh với mình á, xin giả mang nhưng mà kêu thằng bạn mình nó chịu khó học đi để cua gái Hà Tĩnh. Người ta bảo là ngôn ngữ Việt Nam ha, không ba vào tám, không ba ngữ học Việt Nam ha. Chỉ cần sai đi một dấu thì cái nghĩa đó nó lại chuyển qua xin quá. Bây giờ thì cái màn thử thách cũng cho tới đây rồi, gái cũng cho ngắm chút xíu thôi chứ không cho nhiều. Tại vì chưa thông thạo cho nên không có cho ngắm gái nhiều, thấy không? Mày chưa đủ cửa để bước vô mà cua gái Hà Tĩnh. Bây giờ mày phải học. Giờ tao sẽ dạy cho mày một câu. Mà cái câu này là có cả từ địa phương trong đó luôn. Đây cũng là cái vòng cuối cùng, sơ khảo cuối cùng để mà mày bước qua cái cửa ải đi cua gái Hà Tĩnh nha. Ok, đồng ý không? Về cái coi. Yeah, và tao nói trước nha. Mi đi mô về rửa. Mày đi đâu về vậy? Giờ tao đọc, mày phải đọc theo đừng y chang nha. Mi đi mô về rửa. Mi đi đô, đi mô về rửa. Giống như là cameraman. Chưa. Sai quá sai. Mày thấy mày lắc tưởng mày câm. Mi đi mô về rửa. Mi đi mô về rửa. 60 là chưa hả đấy. Mi đi mô về rửa. Mi đi mô về rửa. Mày mấy phần trăm mày? 70 à, 6-70 à, chứ đúng được. Lại một lần nha, cố gắng lần nữa là cấp bằng là đi cua gái Hà Tĩnh luôn. Nha. Quyết tâm nè. Mi đi mô về rửa. Mi đi mô về rửa. Bao nhiêu? Thành được rồi đó. Cấp bằng được chưa? Chưa đâu, để cho bạn học lại đi. Lần nữa này cấp bằng luôn nè. Mi đi mô về rửa. Mi đi mô về rửa. Được chưa? Cho tạm được đi. Nó quay khó khăn đi. Cảm ơn các bạn đã tham gia khóa đào tạo của chúng tôi. Để đến với
mảnh đất Hà Tĩnh của gái thì các bạn phải vượt qua và bạn đã vượt qua được kỳ thi một cách gần như là xuất sắc, và đây là một kỷ niệm chương dành cho bạn. Nâng hai tay kỷ niệm chương cho nghe hai tay đàng hoàng. Nâng đây nè, đó rồi, và đây là tấm bằng cho bạn để bạn đi về Hà Tĩnh của gái ha. Và video vui của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây, và thằng bạn tôi có thể là đặt chân về đất Hà Tĩnh của gái mà không sợ bị quýnh nữa. Và các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe, chia sẻ cho tôi và anh em nhà bác sĩ. Bye bye, bye.